hôm nay là phần 3 của trò chung ví, cũng như là yêu cầu của vị khán giả trên YouTube để lại. Thì chúng mình không. Ngày hôm nay là ngày mùng 1. Mùng 1 Tết dương lịch, cũng là ngày đầu năm, xuân năm 2023. Chúng mình cũng không muốn tạo nghiệp nữa. Nên là hôm nay chúng mình quyết định là làm một vấn đề chính là không tạo nghiệp nhưng lại trao cho người ta một sự may mắn gì đó. Đầu năm mà các bạn, đầu xuân năm mới. Chúc tất cả mọi người xem video của mình một năm thật an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Và đúng như thế thì bọn mình không nghe, không chơi mấy trò trốn ví như ngày hôm qua nữa, mà sẽ là chúc bạn năm mới may mắn, sức khỏe, bình an. Nhưng có một điều ở đây đó là hãy để lại ở bên trong, hãy xem bên trong có gì. Của chúng ta có là đừng lấy nó đi, hãy để lại cho người nhặt tiếp theo. Và đây là câu chúc mà nhóm chúng mình muốn chúc, và có thể là một điều gì đó xin lỗi tới những ngày qua đã có người tôi mất dạy một xíu. Và ok anh em mình bắt đầu chơi nha. Chơi nha. Chơi. Ok. Nào cùng xem những con mồi vui cười nào. Oh baby, come here up. Oh baby, con, hiểu không? Cuộc sống của bố đang rất là thoải mái. Rồi thì vừa có luôn một người, họ lấy, họ đọc xong họ đi một đoạn, họ vứt vào bụi. Còn mình phải đi kiếm. Mà không sao, vẫn chúc họ thời gian một năm mới vui vẻ.
khoác. Chúng khét đấy trời. Mất bóp tiếp rồi. Ok thì hiện tại bây giờ nhóm của tụi mình vừa rồi một người đã lấy đi một cái chiếc bóp của tụi mình rồi, mà chúng mình có thể là buộc phải xin lỗi các bạn và kết thúc cái trò chơi ngày hôm nay ở đây rồi. Rất là vui, thật sự là bọn mình muốn gửi một lời nhắn tới cho nhóm, tới cho các bạn đang xem video của mình, đó là một năm mới thật bình an, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.